Lô anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì tạm gác qua cái con tướng mới Tetsunade Sanin ha anh em, thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thêm một vị ninja mới nữa. Nhưng mà đây là bên và bản bên server chung nha anh em, ở bên chung. Thì cụ thể đó là chúng ta cũng biết rồi, thì cái phiên bản Obito hiện tại thì nó là đang có mấy cái phiên bản đó. Obito này là triệu hồi củ vĩ nè ha. Đó là anh em cũng biết rồi nha, đây là thả củ vĩ về làng nè. Rồi tiếp theo nữa là thêm một cái phiên bản đó là Obito Akatsuki. Đấy, là hai con Obito này thì nó sẽ là hai phiên bản khác nhau anh em. Bây giờ nó ra thêm một phiên bản Obito nữa anh em ơi. Thì anh em đang coi cái ảnh thumbnail cũng như là cái tiêu đề, anh em cũng biết rồi là mình đang nói về Obito nào. Đó là Obito mang cái mặt nạ màu trắng đó anh em. Obito phiên bản mình nói đó là phiên bản đại chiến nhân giả lần 4 đi ha, để cho anh em dễ hình dung. Đấy, thì bên bản chung nó cũng đã có cập nhật rồi, mới vừa cập nhật đúng một con tướng thôi anh em, đúng một con tướng đó thôi. Đó thì hôm nay mình sẽ show cho anh em coi là cái tạo hình nhân vật và cũng như là cái gameplay của em nó luôn, để sau này về Việt Nam là chúng ta biết rằng là gameplay của nó như thế nào và cũng như là nó có đẹp hay không anh em. Đó, còn mạnh hay không thì chúng ta chưa biết ha. Rồi ok, bây giờ sẽ qua bên phiên bản chung thôi anh em ơi. Ok anh em, mình đang có mặt ở bên server chung đó, để cho anh em thấy được cái hình ảnh và cũng như là gameplay của con Obito. Thì khi mà vào ở trong cái giao diện đăng nhập á, thì mình thấy nguyên một cái con Obito đang đứng là triệu hồi cái con là ngoại đạo ma tượng anh em. Đẹp thực sự luôn anh em thấy không. Đó, mình đang quay bằng điện thoại rồi cho anh em xem đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game để xem cái gameplay của để game coi cái gameplay và cũng như là cái tạo hình nhân vật đi anh em ơi. Đây ok, ta sẽ cùng coi mấy vị ninja chưa ra mắt ha anh em, để coi con Obito nó nằm ở đâu anh em. Để coi con Obito nó nằm ở đâu ta. Đây Onoki rồi các thứ rất là nhiều. Đây đây đây, ui đẹp thế nhờ. Đây anh em, nó sẽ có vôn là giọng chính chủ luôn nha anh em. Giọng này giọng chính chủ luôn đấy. Đây cho anh em nghe lại một lần nữa nha. Đó, ok chưa anh em. Đây phiên bản Obito tiếp theo luôn anh em. Rất là ngầu, phiên bản này mình rất là thích luôn anh em. Hiện giờ thì vẫn chưa có phiên bản bể mặt nạ ha. Mình nghĩ là sẽ có thêm một cái phiên bản bể mặt nạ nữa đó anh em, yên tâm. Đó, sau này cái phiên bản Madara là cũng có nữa nha. Mấy con này là sắp xuất hiện ở server Việt thôi, nhưng mà chưa biết khi nào nha anh em. Còn riêng con Obito này mới có ở bên server chung thôi, còn Việt thì về thì chắc cũng lâu lắm anh em, nên là anh em coi cho biết thôi nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái gameplay và cũng như là cái sức mạnh của em nó luôn nha anh em. Đây anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái trận đấu sẽ có sự xuất hiện của con Obito đại chiến những giả lần 4 nha anh em. Đây, khi mà vào trận á thì nó sẽ búp những cái gọi là map hoài đưa vào ở trong cái Kamui luôn rồi ạ. Đưa vào trong map Kamui luôn rồi anh em ơi. Obito đưa vào map Kamui luôn rồi. Đó, nguyên một cái map này là nó đưa vô thì chắc thì nó sẽ giảm những cái chỉ số là của địch rồi anh em ơi. Giảm chỉ số của địch rồi. Hay chà, ở trong trận đấu này chúng ta sẽ có hình như là sự xuất hiện của Itachi phiên bản chuyển sinh. Itachi này là chuyên xài phiên bản này là chuyên xài ảo thuật nha anh em. Ở team đối diện thì chúng ta thấy có là đệ nhất nữa anh em, có cụ nhất nữa ạ. Và cũng như là team bên trái là có thêm hình như là Iyuna, em trai của Madara thì phải đó anh em. Tí chúng ta sẽ cùng xem cái gameplay của tụi nó thử coi như thế nào anh em. Tạo hình như vật khá là giống luôn, y chang như thằng sạc anh em. Y chang như thằng sạc vậy luôn, nhưng mà em trai của Madara ha. Tí hồi nữa tụi nó gồng chắc ra lên là tụi nó sẽ chơi nộ nha anh em. Coi thử coi nộ con Obito này nó như thế nào. Chuẩn bị. Rồi Itachi nộ trước anh em ơi. Đây vẫn là phiên bản là cái này dạng như cái nộ này, cái ảo thuật này giống y chang. Đây đem nộ của Obito đây. Ấy triệu hồi ngoại đạo ma tượng. Ui đẹp thôi rồi luôn em. Ây chà, có một thằng mặc áo Akatsuki bên kia mà mình vẫn chưa biết nó là đứa nào nè. Nó chơi cả thổ độn nữa kìa. Đó anh em, đó là cái nộ của con Obito đấy, đẹp thực sự. Cái phiên bản Itachi này là chuyên chơi ảo thuật nha anh em. Ảo thuật đó giống y chang như là lúc mà hành Kakashi ấy. Để coi cụ nhất tí hồi nữa cụ nhất nộ như thế nào anh em. Cụ nhất hình như là chơi thiên thủ quen âm thì phải đó. Hơi bị đẹp luôn á nha. Đây lại thêm một quả oai bật Susanoo lên chọt luôn ạ.
Không biết khi mà con Itachi phiên bản Edo này khi mà về Việt Nam á là nó phiên bản ảo thuật hay là thêm một quả Susanoo nữa anh em. Đây là đang giới thiệu về những cái skill của con Obito ha. Nó sẽ phóng ra những cái Kamui. Nó sẽ phóng ra những cái phi tiêu anh em. Đây, chuẩn bị nộ của đệ nhất luôn anh em. Thiên thủ quan âm. Oh my god, đẹp thôi rồi. Đây anh em, khi mà cụ nhất về đó anh em thì nó sẽ có một cái phiên bản đây là hình như là cụ nhất phiên bản Edo nha anh em. Cụ nhất phiên bản Edo. Chơi quả thiên thủ quan âm quá đẹp luôn ạ. À. Izuna. Nó mới niệm cái ảo thuật vô người của thằng mặc áo Akatsuki bên kia rồi anh, nhưng mà tạo hình nhân vật thì mình vẫn chưa biết là ai. Ok, chúng ta sẽ cùng coi thêm một cái trận đấu nữa nha anh em. Ở bên kia cũng có Obito, hai bên đều có Obito cả nha anh em. Itachi Edo này mình thấy khá là nhiều ông chơi luôn em, khá là nhiều người chơi luôn ấy. Tất cả những cái nổ ở bên này thì ở về Việt Nam thì nó sẽ design lại anh em, nó sẽ sửa lại. Nó sẽ sửa lại một chút. Ôi. Hỏa độn liền anh em, chơi hỏa độn, có hỏa độn luôn nha, đánh thường là có hỏa độn luôn nha. Mấy ở bên phiên bản này thì nó sẽ đầy đủ hơn anh em, nó sẽ đầy đủ hơn ở bên bản Việt Nam. Cái này là không phải mình so sánh nha anh em, này là chúng ta xem để tham khảo thôi nha. Nhưng mà chắc chắn những cái nộ này thì về Việt Nam là chắc chắn là có rồi đó anh em. Đó, dính ảo thuật. Dính ảo thuật này nhớ Kakashi bị cái gì? Bị AFK nằm viện cả tuần luôn. Dám đối đầu với là Itachi. Cũng là có con mắt là Sharingan đấy anh em, nhưng mà không né nổi ảo thuật. Ok, Sharingan của Kakashi là cũng là Magenkyo Sharingan luôn á anh em. Cũng là Magenkyo Sharingan luôn á, nhưng mà không né được ảo thuật của Itachi là anh em biết đẳng cấp Itachi nó cao cỡ nào rồi. Pha này thì chắc bực Susanoo lên rồi. Rồi. Có nguyên một quả Susanoo ở trên đầu luôn mà anh em. Susanoo Itachi của chúng ta thì khác ha anh em. Con Susanoo này khác. Không biết về Việt Nam như thế nào đây. Trời ơi, đánh kìa. Trời, phóng mấy cái phi tiêu to ơi là to luôn anh em. Ok, tới một cái trận đấu khác nữa nha. Thì trận đấu này chúng ta sẽ thấy có sự góp mặt của Na Củ Vĩ nha anh em. Na bọc cách ra Củ Vĩ. Thì con Na này mình nghĩ chắc cũng sắp về Việt Nam rồi đó anh em. Sắp về Việt Nam rồi đó. Ở bên phải chúng ta có thêm con Nagato nữa nè, Nagato nữa. Ok, một quả ảo thuật tiếp tục. Ở bên kia chuẩn bị thêm chơi thêm quả ảo thuật nữa nè anh em. Ủa, phá nổ luôn rồi anh em. Phá nổ Itachi bên kia luôn rồi. Rồi xong. Trời ơi, dồn đam kìa. Ở bên này nó sẽ có những cái combo nữa nè. Izuna chuẩn bị làm một quả ảo thuật nữa nè. Đó. Không biết khi nào Izuna mới về Việt Nam nè em nhờ. Đẹp thật sự. Có cái con Na bên kia nó chưa có nổ luôn em. Nổ con Na cũng đẹp lắm. Nổ con Na của Vĩ cũng đẹp lắm anh em. Ông nào hay coi video ở trên kênh của mình thì chắc cũng đã thấy cái nổ của con Na này rồi. Rồi, pha này là chơi Susanoo nè. Bật quả Susanoo chắc luôn. Cái phần thân của Itachi mới mới đánh thường anh em. Mới đánh thường cái. Rồi, đẹp thôi rồi à. Ây da. Không biết là Na nó có chịu, nó còn sống để mà nó còn sống để mà nó chơi nộ không kìa anh em. Rồi, chết luôn à. Ây da, mạnh thực sự. Đánh liên tục anh em. Rồi, ngoại đạo ma tượng tiếp. Đấy, thêm một pha ngoại đạo ma tượng nữa anh em ơi. Ôi cha, phê thực sự. Chết luôn kìa luôn anh em. Khi về Việt Nam thì cái nộ cũng giống như vậy anh em. Ok, tiếp tục. Ở bên team bên phải chúng ta có Mu anh em. Có Mu với lại Tứ Vĩ. Tứ Vĩ này là Tứ Vĩ Edo nha. Đã được gọi là chuyển sinh về rồi. Đang bị điều khiển bởi Obito. Chính con Obito điều khiển mà bây giờ phải đập lại con Tứ Vĩ. Ở bên kia có Mu nữa anh em. Mu ở bên này thì nó cũng sẽ chơi gọi là trần thuật nha anh em. Ví dụ như là hình như là con Mu này nó chơi hình trụ thì phải. Trời, bay lên trời luôn kìa. Đó, thổ độn. Đấy, đúng rồi, hình trụ anh em, đúng là hình trụ luôn anh em thấy không? Đánh thường ra hình trụ luôn kìa. Tứ Vĩ chuẩn bị nổ. Ui. Phê anh em.
Nổ bọn này phê thôi rồi. Cái nổ này là nó sẽ có hai nổ anh em, thường mỗi con nó sẽ có hai nổ. Tùy nhà phát hành sẽ lấy cái nổ nào đẹp là nhà phát hành lấy cái nổ đó anh em. Còn con Obito này á, hình như là nó chỉ có một nổ thôi. Tùy mỗi con nó sẽ có 1 đến 2 nổ ha anh em, ở bên này đấy. Nên là lúc anh em thấy nó nổ này, lúc anh em thấy nó nổ kia đó anh em là vậy. Chết bên kia luôn rồi anh em ơi, phóng phi tiêu ghê quá. Chuẩn bị bật Susanoo lên tiếp rồi. Thôi, ao luôn rồi. Ghê, có Raikage đó kìa anh em. Wow, Raikage để tam ạ. Raikage này hình như là mới ra nhưng mà mình vẫn không nhớ là nó có nổ hay chưa anh em, để chúng ta cùng coi thử coi. Hình như là có nổ rồi. Mình đã thấy nó nổ rồi anh em. Với lại Darui nữa kìa. Đệ của là mấy ông Raikage đó anh em, Darui. À bỗng như là có thêm sạc. À có thêm sạc Akatsuki nữa kìa anh em. Sạc Akatsuki này thì cũng đã là ghép mắt rồi anh em. Lúc này là mới vừa ghép mắt của Itachi xong. Đi đập lộn với lại đi kiếm Itachi đánh á, đi săn bách vĩ. À đi săn bách vĩ đi, lấy được cái một cái vòi bạch tuộc đó anh em. Đó, này đi săn bách vĩ. Mà pha này thì chắc khó được nộ rồi anh em ơi, ở bên kia team mạnh quá mà. Đó, đánh thường đó anh em, đánh thường của con sặc đó. Phóng ra một cái luồng điện ha, đẹp thực sự. Ở bên kia không thấy ai nộ được luôn á anh em. Không thấy ai nộ được với tụi này luôn á. Cơ bản là cái team này nó mạnh quá anh em ơi. Rồi, tới Obito phóng ké, đó, đó. Vậy như đánh ké rồi đó anh em. Đây đây đây, Raikage, ui. Ui, Raikage nó búp cái trách ra xung quanh người đó anh em. Lôi độ mạnh thực sự, phòng thủ tuyệt đối. Wow. Nhưng mà vẫn chết anh em ơi, tiếc là chúng ta không thấy Raikage nổ được. Itachi với lại Obito kết hợp mạnh quá. À trận này chúng ta có Gaara. Có Gaara với lại có cả Na Củ Vĩ nữa nha anh em. Na Củ Vĩ pha này không biết là có nổ được hay không đây. Mà thường mình thấy team bên kia nó bị chết không anh em ơi. Team bên trái chúng ta nó mạnh quá. Nó phóng phi tiêu đam to thực sự luôn anh em. Đánh ké đam to thực sự. Đây chuẩn bị con Gaara nổ nè anh em. À anh em thấy Gaara này nổ giống y chang như ở bên phiên bản Việt không? Đó này là Gaara Kage ha anh em, Gaara Kage. Ơ Gaara để ngủ cho đấy. Nè chuẩn bị nổ rồi. Nè chuẩn bị nổ rồi, anh em phân thân ra. Quăng là Shuriken. Ôi ra cái Shuriken. Đây anh em, đó Na Củ Vĩ nó phải nổ như vậy đó anh em, đẹp thôi rồi. Quá bá. Nhưng mà nổ xong thì hẹo thôi chứ sao giờ đấy. Không nhưng mà team bên phải này mạnh nha anh em, team nó mạnh lắm á nha. Không phải đơn giản đâu. Obito ở team bên trái thì chưa có nổ được nha anh em, chưa nãy giờ chưa có chịu hồi được ngoại đạo ma tượng. Cả hai bên đều sắp xỉ máu nhau nha anh em, cả hai bên đều sắp xỉ máu nhau. À không, team bên phải mất nhiều máu hơn chứ anh em. Ý là mình nói là cái máu tổng á, máu tổng nó sắp xỉ nhau. Cả hai chuẩn bị, một bên chơi Susanoo, một bên chơi ảo thuật nha anh em. Đó, lại đánh ké nữa. Ôi, 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 đánh ké đam to. Ôi, nó có hút máu nữa kìa. Đó, cho anh em coi cái tạo hình nhân vật đồ các thứ thôi, cho nó dễ. Đó, xong trận đấu này là coi như là kết thúc nha anh em. Đã review cho anh em xem về cái con Obito phiên bản là đại chiến nhân giả lần 4 anh em. Đây, thêm một quả nổ cuối cùng. Đó, ui ui. Chắc chắn là Obito nếu mà về Việt Nam lấy cái nổ này anh em không thể nào mà chạy được. Liệu có thêm một quả là thiên thủ quan âm nữa hay không, chúng ta cùng chờ xem. Nhưng mà có nổ của Na rồi anh em ơi, chuẩn bị có nổ của Na rồi. Lại tiếp tục phân thân chọi là Raikage Shuriken khổng lồ. Ôi phê anh em nha. Con Na này mình nghĩ sắp về Việt Nam rồi đó anh em. Sắp về Việt Nam rồi đấy, nó sẽ là một cái con tướng cực khủng. Bởi vì nó đại diện cho game mà anh em.
Game này game Naruto mà. Đó, anh em thấy ok không anh em? Thì anh em có ý kiến gì về cái con Obito cũng như là tạo hình nhân vật này thì hãy comment bên dưới nha. Tất cả những cái tạo hình nhân vật cũng như là nộ thì đều y chang như ở bên về Việt Nam cũng y chang như vậy luôn nha anh em. Ôi, Rockly này nó mới ra luôn nha anh em. Còn Rockly này cũng mới ra luôn ấy, cũng khá là mạnh. Ủa, đâu phải Rockly đâu, Gai. Này là Gai lúc mà cầm cái nhị khúc đó anh em. Pha này không biết là ai sẽ win đây, nhưng mà mình nghĩ vẫn sẽ là Obito win anh em, bởi vì mấy cái trận thua đâu có quay, trận thắng nó mới quay đó. Rồi Susanoo chọt một cái nữa đi, hai đứa nè. Ok, không chọt luôn rồi. Rồi các anh em thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Thì anh em nào có suy nghĩ gì con Obito này thì anh em hãy bên dưới nha. Sau này có những cái gì mới hay ho thì mình sẽ quay tiếp cái video cho em coi. Em thấy hay dùng like, share, dõi kênh nha anh em, có rất nhiều nha.